Dạ. Tiếp tục lên Mỹ Hiệp Sơn các bạn ơi, quay con xe 07 các bạn. Nút đắt cho các bạn xem khu vực này đắt ra sao ha các bạn. Cứng như thế nào nha. Vào không găng luôn cứ mà múc được không các bạn. Đó, trước mặt các bạn thì đó là núi Ba Thê đó các bạn. Đây cách núi Ba Thê khoảng mười mấy cây ha các bạn. Hiện giờ thì trên đồng thì đang mùa nước nổi các bạn. Đây xét ghê hồn luôn các bạn. Ở đây múc thoải mái luôn, không ai là gì hết các bạn. Có nhầm người kêu luôn mà múc không được các bạn. Xét quá, cứng múc không nổi. Múc lỗ thì dầu luôn các bạn. Gào nào cũng dính hết trơn các bạn. Thank you.
Nhiêu gà muốn đây nhiêu gà không? Cứng đất nào cứng như cục sắt. Cũng xin được kết thúc video luôn các bạn. Các bạn những video tiếp theo nha.